xe có gô đồ mỹ chiên rồi các bạn, gô đồ mực nắng nha, gô đồ mực nắng chiên thì thấy rất là ngon các bạn. Thì gô đồ mực nắng thì nó hơi lạc không có mặn, mình sẽ làm nước mắm chua ngọt đây, nước mắm mình làm rồi sẵn rồi các bạn. Đây là cải, đây là cải xanh nha các bạn. Cải xanh thì mình luộc, luộc để thêm gừng nè, dùng một cái sợi, một cái sợi để vô cho nó thơm, cải nó ngon hơn nha. Còn bên đây thì nước mắm thì mình làm cũng đơn giản thôi, ớt bằm, tỏi bằm, mình cho miếng đường, nước, chanh, rồi thêm tí bột ngọt nữa là nước mắm là ngon, ok các bạn. Mình nhìn rất là ngon, rất là đẹp mắt nha. Đó. Rồi bạn sẽ cùng đợi mình luộc rau xong bữa cơm nha. Bữa cơm hôm nay cũng đơn giản thôi nha các bạn. Nó chỉ có khô đồ bột nắng chấm mắm chua ngọt với cải luộc nha các bạn. Đây. Món đơn giản cũng dễ làm thôi nha. Cơm cô đồ mọc nắng với canh cải luộc thì cũng đã làm xong rồi các bạn. Đây cải luộc này xong rồi, đây nước cải luộc mình làm canh nha. Đó, cải luộc mình làm được 2 tô, cũng mắm là nhìn thấy rất là hấp dẫn nha. Đó, cô đồ mọc nắng mình chiên xong luôn rồi các bạn. Thank you.